Và ngày hôm nay chỉ tiếc là chúng tôi mang sản phẩm ra đây và doanh số đã bán được đến 10 triệu rồi. Và chúng tôi đã thu hồi về và chúng tôi sẽ về nghỉ. Mỗi ngày doanh số chỉ target là 10 triệu thôi, một tháng là một điểm bán này tạo ra là tầm khoảng 300 triệu rồi. Và chúng tôi sẽ tạo hàng nghìn điểm bán như này. Hôm nay trực tiếp là chủ tịch hội đồng quản trị đi để có thể là thực chiến luôn. Trải nghiệm bên ngoài để truyền tải cho nhân viên. Xin chào tất cả mọi người. Tôi thì đang đứng ở đây, nó là một cái phiên chợ. Mà phiên chợ như thế này ở Việt Nam thì có rất là nhiều. Mọi người nghĩ rằng là một người điều hành doanh nghiệp ấy thì sẽ không đi ra đường như thế này. Nhưng đối với tôi ấy, thì cái việc một người làm ở bất kỳ một chức danh nào nó chỉ là cái tên thôi. Nhưng mà tôi thì sẽ ra đây để đồng hành với người dân và những người tiêu dùng đối với chúng tôi. Vitalite thì muốn là có mặt ở rất là nhiều nhà dân cũng như là cộng đồng của Việt Nam được tiêu dùng những cái sản phẩm sạch, những cái sản phẩm có tiêu chí an toàn cho toàn bộ gia đình của chúng ta. Và đấy là lý do mà tôi sẽ có mặt ở rất nhiều các cái ngõ chợ như thế này để giúp cho người dân có thay đổi về cái tư duy tiêu dùng cũng như là cái thói quen tiêu dùng hàng ngày. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành với Vitalite trong thời gian gần đây. Anh chị em nào mong muốn làm nhà phân phối, các đại lý hoặc là những điểm bán như này thì hãy liên hệ với trực tiếp ở trong cái video này hoặc là liên hệ với chúng tôi qua các hotline và các website của công ty để các bạn có thể tạo ra nguồn thu nhập cho chính bản thân mình, cho gia đình mình. Chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Cảm nhận như thế nào trong cái buổi bán hàng ngày hôm nay đầu xuân như này? Tôi cũng là một đối tác, cũng là một nhà cũng đưa vào kinh doanh và chiến lược của công ty, nên là ngày hôm nay sẽ có 3 người, cũng một trong những nhà có cái chiến lược của công ty để ra đây để trải nghiệm và bán sản phẩm để đưa đến 5%, 10% dân số được dùng với sản phẩm xanh, sạch, đẹp và mang lại sức khỏe cho toàn bộ gia đình. Đấy là hàng tiêu dùng và ai cũng phải cần và ai cũng phải có hàng ngày sử dụng cái hàng xanh, sạch thì sẽ mang lại cái sức khỏe tốt để mình đồng hành cùng nhau lâu dài trên cái cuộc sống xanh, sạch, đẹp và hàng hữu cơ, và tất cả nó là hàng sinh học 100%. Chị dùng hóa chất nó hỏng hết đầu. Cảm ơn. Hãy theo dõi video tiếp theo của chúng tôi. Và bây giờ tôi sẽ kết thúc video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Xin chào.